huyện Bình Liêu có 4 lễ hội lớn trong năm. Mỗi lễ hội có nét văn hóa đặc sắc riêng. Một trong các lễ hội đó phải kể đến lễ hội Đình Lục Nà diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đình Lục Nà là công trình văn hóa được cộng đồng người Tày ở xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu xây dựng để thờ người anh hùng của đất Bình Liêu, Thành Hoàng Hoàng Cần đã dũng cảm chiến đấu, bảo vệ sự bình yên cho làng bản. Đình cũng là nơi thờ các vị thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa đã phù hộ che chở cho bà con bình yên, khỏe mạnh cho mùa màng tốt tươi, mưa thuận, gió hòa. Đình Lục Nà cũng như nhiều ngôi đình khác đều gắn với làng, bản, là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, là nơi giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, yêu làng bản của các dân tộc vùng cao. Mọi việc lớn nhỏ trong làng, bản đều được đưa gia đình để bàn bạc, hội họp và quyết định. Đây cũng là điểm hẹn văn hóa đầu xuân, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống của cộng đồng nhân dân các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ, Kinh trên địa bàn huyện Bình Liêu. Đây là một cái lễ hội mang tính chất tâm linh của dân tộc Tày trên địa bàn của huyện Bình Liêu nói chung và trên địa bàn xã Lổ nói riêng. Đây là một cái nội dung chương trình tạo cho tất cả mọi người đến vui xuân hàng năm. Một cái không khí phấn khởi đón chào một cái năm mới sẽ thành công. Lễ hội được diễn ra trang trọng theo tuần tự tiến trình lễ hội truyền thống xưa. Toàn thể lãnh đạo địa phương cùng bà con nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu đã thực hiện lễ rước sắc phong bài vị Thành Hoàng làng Hoàng Cần đi một vòng quanh thôn Bản Cáu về đình Lục Nà, khai trống mở hội, thực hiện nghi lễ dâng hương, lễ tế thần ngay tại sân đình trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách thập phương. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay lễ hội Đình Lục Nà được tổ chức trở lại. Thay vì chỉ tổ chức trong 2 ngày 16 và 17 tháng Giêng âm lịch như những năm trước, năm nay lễ hội được kéo dài từ ngày 12 đến 17 tháng Giêng âm lịch với rất nhiều hoạt động văn hóa thể thao phong phú hấp dẫn, đáp ứng sự mong mỏi của người dân, tạo cho nhân dân các dân tộc vùng cao Bình Liêu được tham gia các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tâm linh lành mạnh, tạo điểm vui chơi trải nghiệm trong những ngày đầu xuân năm mới. Mấy năm Covid, mấy năm trước ấy thì là tổ chức ở cái quy mô nhỏ hoặc là không tập trung lớn. Năm nay thì với cái bản thân chúng tôi là người dân, là công dân ở tại huyện, thực ra là đã chuẩn bị một cái tâm thế để đi lễ hội từ lâu rồi, mong mãi rồi. Đấy, và năm nay thì đúng tổ chức được một cái lễ hội hoành tráng, mang đầy ý nghĩa, quá là đáp ứng được cái nhu cầu mong mỏi của người dân, làm cái động lực lớn để cho cán bộ, hội viên, bà con, nhân dân tại đây hứng khởi để chuẩn bị tâm thế cho một cái năm đầy hứa hẹn thành công. Tôi đến đây để cầu mong và sức khỏe cho gia đình và cho tất cả anh chị em đồng nghiệp. Tôi cảm thấy rằng là một bầu không khí rất là
phấn khởi, tưng bừng. Và cái mà cầu nguyện của tôi ước rằng sẽ được thành như ý. Ngoài những nghi thức tế thần trang trọng, lễ hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như các trò chơi dân gian kéo co, đá bóng. Khu vực khán đài A thì vẫn còn chỗ trống, nhưng khu vực khán đài B hiện giờ các cổ động viên đang trao vào sân và không cần mua vé luôn. Trận đấu tiếp tục. Nổi bật là thi đấu cờ bãi, một trò chơi dân gian đặc sắc. Bàn cờ được bố trí ngay ở khoảng sân rộng bên trong khuôn viên đình. Các quân cờ là những tấm biển gỗ tượng trưng cho 32 quân cờ, 16 quân đỏ và 16 quân đen, đã thu hút được đông đảo người dân từ già đến trẻ, không phân biệt nam nữ đến xem, cổ vũ cho người chơi. Cái mà mình cảm thấy hứng thú nhất ở đây có lẽ là cờ bãi. Đây là lần đầu tiên mà mình được thấy bộ môn cờ này, khá là thú vị. Còn rất nhiều các trò chơi dân gian khác nữa mà mình muốn được trải nghiệm. Mình rất là mong để có dịp để quay trở lại đây và tham gia thêm nhiều hoạt động nữa của Đình Lục Nà. Lễ hội Đình Lục Nà không thể thiếu được những làn điệu then, một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người Tày huyện Bình Liêu. Đã thành thông lệ, năm nay huyện Bình Liêu tổ chức giao lưu hát then đàn tính với Hội Bảo tồn Dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Tham gia giao lưu là các nghệ nhân, diễn viên quần chúng được tuyển chọn từ các câu lạc bộ hát then đàn tính của huyện Bình Liêu và các hội viên của Hội Bảo tồn Dân ca của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Ở Bình Liêu chúng tôi, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, tất cả mọi người đều mang trong mình một cái tình yêu, một niềm đam mê với hát then đàn tính. Được tham gia những cuộc liên hoan như thế này, bản thân tôi vui mừng và tự hào vì được giới thiệu nét văn hóa của người Tày đến với bạn bè khắp bốn phương. Và tự hào hơn nữa thì hát then đàn tính đã được nhiều những bạn trẻ đón nhận. Và không chỉ là dân tộc Tày mà còn có các dân tộc khác ở trên huyện Bình Liêu cũng yêu mến hát then đàn tính. Và tôi tin rằng thì hát then đàn tính qua những cuộc liên hoan như thế thì sẽ có cơ hội được bay cao, bay xa hơn nữa. Chương trình giao lưu diễn ra tại sân khấu ngoài trời xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu với 18 tiết mục đặc sắc do các câu lạc bộ then huyện Bình Liêu, tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng thể hiện, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân trong huyện đến thưởng thức. Nội dung các tiết mục phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng, cuộc sống sinh hoạt, tình cảm, những ước vọng của đồng bào dân tộc Tày, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, văn minh. Không quản ngại đường xá xa xôi, các thành viên trong Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng đã đến với Bình Liêu. Đó chính là tình cảm chân quý và hứa hẹn những khởi sắc trong sự giao lưu giữa huyện Bình Liêu và Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa. Chúng tôi thấy một sự chu đáo, nhiệt thành và đặc biệt là quý khách của bà con nhân dân huyện Bình Liêu và các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi được giao lưu, được gặp gỡ và có thêm những người bạn mới đến từ Bình Liêu cũng như là với các bạn Cao Bằng. Chúng tôi đến đây bằng một niềm đam mê, một cái tâm nguyện rất lớn với cái công việc bảo tồn những cái giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt là hát then đàn tính. Sau một tuần diễn ra các hoạt động sôi nổi, tham gia lễ hội, bà con và du khách gần xa không chỉ được sống lại truyền thống của lịch sử, hiểu thêm về vùng đất, phong tục, nét văn hóa và những con người chân chất đang gìn giữ truyền thống đáng quý của cha ông ta qua bao đời, mà còn được hòa mình vào không khí vui xuân sôi nổi, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của nhân dân các dân tộc Bình Liêu. Tình nghĩa chẳng vơi,
mời quý vị đại biểu và quý khán giả hãy cùng các nghệ nhân hòa mình vào biển múa.